Xin chào mừng anh em đã đến với kênh Storm Vintage Watch của mình. Và ngày hôm nay trên tay mình đây đang là một chiếc Senco GS 4522 phiên bản thép. Chiếc 4522 phiên bản thép này có size mặt là 36,5 mm, nhỏ hơn những bản cạp gôn là 0,5 mm. Những bản cạp gôn thì size chuẩn của nó là 37 mm. Còn những chiếc bản thép này, kể cả những chiếc GS61 bản thép cũng chỉ có size mặt là 36,5 mm thôi ạ. Về tổng quan thì chiếc GS4522 này khá là đẹp, hình thức bắt mắt, các đường sớ còn sắc. Anh em để ý kỹ là những chiếc Senco GS mà chưa qua spa hoặc ít khi được sử dụng thì những cái đường sớ dọc này và những cái đường sớ ở ngay chỗ phần giữa hai chân càng này, ở đầu hai chân càng này nó vẫn còn đều rất là sắc. Đó là những chiếc đồng hồ được sử dụng khá là ít cho nên độ mới của nó còn rất là cao. Tổng quan về mặt dial thì anh em có thể thấy là chiếc 4522 này sử dụng 3 kim, một lịch, một ô lịch ngày góc 3 giờ. Các cọc số trắng nổi khối, kim và các cọc số đều được sơn đen. Cọc 12 giờ là cọc đôi, phía dưới cọc 12 giờ là logo Senco nổi và bên dưới là logo GS và dòng chữ 2 bit 36.000. Chiếc 452 này là do công ty Daini Sengosa sản xuất. Lịch ở góc 3 giờ này thì nó là lịch xây nhanh anh em nhé. Người chơi đồng hồ vintage ở Việt Nam thì có nhiều anh em lại thích chơi không lịch, nhiều anh em lại thích chơi hay có một ô lịch. Nó tùy theo sở thích của mỗi người. Kính zin, núm zin có logo. Những chiếc 452 này này thì thường là độ dày của nó rất là mỏng, nó mỏng hơn những chiếc GS61 rất là nhiều. Những chiếc như thế này lên tay thì nó khá là ôm cổ tay. Rất là ôm tay. Chiếc 452 này còn có đi kèm theo nó là một chiếc khóa GS zin rất là đẹp. Các đường sớ ở hai bên đầu khóa còn gần như mới nguyên luôn. Chiếc khóa rất là đẹp. Chiếc 4522 này cũng là vào những năm cuối 1960 thì nó cũng là một trong những cỗ máy chính xác nhất của dòng Senco. Mang đầy đủ ngữ pháp thiết kế của ông Taro Tanaka, là một người thiết kế chính cho các mẫu Senco thời bấy giờ. Thiết kế trên những chiếc GS45 và những chiếc 61 này thì nó đi theo cái lối thiết kế của chiếc Senco GS44. Chiếc GS44 đấy có size mặt là 38 mm. Đấy cũng là chiếc có size mặt lớn nhất trong dòng Grand Senco Vintage. Dòng GS44 đấy thì trước đây mình cũng có sở hữu một con, nhưng mà nó là đời thứ hai. Còn đời đầu tiên của nó là có thêm chữ dial shop ở bên dưới dòng GS Grand Senco, thì cái đời đầu tiên đấy nó chỉ sản xuất ở trong vòng 1 tháng. Còn cái đời thứ hai mà mình sở hữu thì nó sản xuất trong vòng 3 tháng, hơn 3 tháng. Cái đời đầu của nó khá là hiếm. Bây giờ anh em chơi Senco GS, rất nhiều anh em chơi sưu tầm đã tìm để mua lại cái dòng GS44 đấy, nhưng mà thật sự thì cái dòng GS44 đấy bây giờ giá trị của nó
lên cũng rất là cao. Và để tìm được những chiếc đẹp thì cũng khá là khó. Trở lại chiếc 452 này thì về mặt sau anh em có thể thấy mặt sau của chiếc 452 này hình thức của nó vẫn còn khá là đẹp. Me đồ còn nguyên cát luôn, chữ nghĩa rất là rõ ràng. Stanley Stein 452 dáng 8000. Water Sport là độ chống nước. Chiếc này thì được sản xuất vào tháng 11 năm 1968, là chiếc thứ 744. Những chiếc phiên bản thép này thì được những anh em chơi và sưu tầm người nước ngoài rất là ưa chuộng. Vì ở trên những phiên bản thép này thì nó ít có độ hao mòn theo thời gian như là trên những chiếc cặp gôn. Người Tây thì người ta chơi chủ yếu là một là thép đúc luôn, hai là vàng đúc luôn. Chứ cặp bản cặp gôn thì người ta ít chơi. Về theo thời gian thì những chiếc cặp gôn nó cái hình thức của nó không được giữ được bền lâu như là những chiếc phiên bản thép. Ở bên nữa thị trường nước ngoài thì những chiếc phiên bản thép như thế này thì nó thường có giá đắt hơn là những chiếc phiên bản cặp gôn khá là cao. Núm của nó còn rất là đẹp. Ở trên những chiếc GS 4520 và 4522 này đều được trang bị cỗ máy là 36.000 bit. Với tần số dao động như thế thì kim nó trôi rất là êm, mượt mà. Như anh em đã biết là trên những chiếc Senco GS 4520 và 4522 hoặc những chiếc GS lên có tay thì nó thường có độ chính xác và độ ổn định cao hơn là những chiếc GS 61 tự động. Nó có một cái hay là đấy, anh em chơi thì nhiều anh em thích chơi tự động. Nhưng mà nhiều anh em thì lại thích chơi những dòng lên cót bởi vì cái sự đơn giản của nó, thiết kế đơn giản tinh tế. Những chiếc như thế này mà anh em làm công sở lên tay mặc sơ mi rất là đẹp đấy ạ. Ngày mai thì mình sẽ về thêm một chiếc GS 4520 cũng là phiên bản thép. Mà mai mình sẽ lên tay với anh em chiếc 4520 đấy. Thì tối nay mình lên review với anh em giao lưu chiếc GS 4522 phiên bản thép này. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em hãy áp Zalo của mình để có thể biết thêm chi tiết và giá của những chiếc Senco mà mình đã úp trên YouTube. Tổng quan một chiếc Senco GS 4522, một lịch rất là đẹp, kèm theo một chiếc khóa zin, còn cực kỳ mới luôn. Để ủng hộ mình, anh em hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những video clip mới nhất về sản phẩm bên mình. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.